và đây là tiết mục về chúc Tết của ban kinh tế đặc sủng. Xin một tràng pháo tay cho ông thầy đồ. Vâng, con kính chào quý ông bà cô, quý cha, quý thầy, quý sơ cùng tất cả các hội đoàn ban ngành. Hôm nay kinh tế đặc sủng cũng góp phần để góp vui trong chương trình mừng xuân Tết của cộng đoàn Phát Tin. Miền Đông ơi, ta đã về đây giữa màu xanh của lúa, cây cỏ mênh mông bốn mùa lòng gió dân ca sao cùng quá ân tình. Cây cũng căm mình chờ mong sống xin có những thông tin như thế này. Kinh tân đặc sủng nhóm nhỏ thớt tin kính chúc quý cha bước sang năm mới vạn sự an khang, chú ban đầy tràn các ngài thêm sức lo cho giáo dân, mến chúc mến Chúa yêu người ngày càng thăng tiến. Kính chúc thầy sáu cùng với sơ hương sức khỏe dồi dào, phụ giúp quý cha lo cho giáo xứ, chúc ban giáo lý có nhiều tân tòng học hỏi kinh thánh, trở thành con chiên phát triển nước Chúa. Chúc ban thánh thư có nhiều người đọc rõ ràng lời Chúa mỗi ngày một hay, mến chúc ca đoàn hăng say tập luyện tiếng hát thánh thót để ca ngợi Chúa. Cùng các ban ngành chi hội đoàn thể phục vụ nước Chúa ngày càng hăng say, kính chúc quý ông cùng chúc quý bà sức khỏe an khang, bách niên dài lão. Kính chúc quý bác sang năm mới này sức khỏe vươn lên, bệnh tật lui dần. Cùng chúc quý anh với lại quý chị con cái thành tài, cuộc sống vươn lên. Quý cô quý cậu cùng các cháu nhỏ cố gắng học hành trở thành người tốt, giúp ích xã hội ngày càng tốt hơn. Sẽ cùng kính chúc tất cả mọi người an khang thịnh vượng, đất nước Việt Nam thoát ách cộng sản, độc lập ấm no. Xin chúc. Xin chào quý cha.